À, gì nhỉ? Câu hỏi nghiên cứu, tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu, đặc biệt là câu hỏi nghiên cứu và tên đề tài nó là hai cái thứ nó đang không. À, bạn, bạn Phong bạn hỏi là vì sao em chèn endnote mà nó không tự động chạy xếp A-Z? Thế thì cái chạy xếp chạy xếp AZ này tức là gì là xếp theo thứ tự từ A đến Z đúng không? Thế thì để làm được cái việc này thì em nó nó không liên quan đến cái việc là là note, mà nó liên quan đến là cái 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 style ấy. cái cái gọi là cái cái style mà em sử dụng ấy. Thế thì nếu mà cái style mà em sử dụng nó không tự động nó nó xếp nó cái đấy thì em phải chọn cái style khác. Còn trong trường hợp mà còn trong trường hợp mà em không tìm được ấy thì em cần phải vào cái cái phần hiệu chỉnh cái style đấy để em lựa chọn sao cho nó sắp xếp theo cái thứ tự alpha b của mình mà alpha b của mình là nó alpha b theo theo tên tác giả đúng không đấy. thì mình phải lựa chọn là cái tên tác giả đấy và mình sắp xếp theo alpha b thì nó sẽ ok thế thì trong cái kênh youtube của tôi thì tôi đã có cái video hướng dẫn về cái đấy rồi đấy sắp xếp theo thứ tự đấy. sắp xếp theo theo các cái tác giả tiếng việt rồi đấy em mình có thể xem thêm rồi đấy hiểu không nhé, em nhỉ hiểu ông hiểu không? hiểu không? hiểu ông hiểu hiểu đấy mình vào ví dụ nhá thì tôi hướng dẫn ở trên uh... hướng dẫn ở trên cái này nhé thông thường em sẽ vào cái chỗ này này vào edit này xong vào output style này sau đó em open style manager hoặc là ở đây nó có cái chữ edit này mình sẽ chọn edit này Đấy, sau đó thì mình sẽ phải hiệu chỉnh cái gọi là gì nhỉ cái cái sort order ở trong cái bibliography này để cho to ra để dễ nhìn nhé Đấy em vào trong đấy nhá em sẽ vào cái phần sort order này này em nhìn thấy là gì hiện nay order của nó là theo appearance nếu mà em để đúng như này thì là khi em trích dẫn đến đâu thì nó sẽ xuất hiện những con số đến đấy. đấy thế còn nếu mà giả sử như em muốn xuất hiện theo tên tác giả thì mình phải tích vào đây hoặc là không mình có thể tự động mình tích mình kích vào giờ đây nhá sau đó thì mình có thể sort theo cái cái ý định ý định của mình giờ thì mình sort theo tác giả nhá kích vào đây nhá đấy và ở đây mình sẽ chọn là descending hoặc là ascending đúng không để mình sắp xếp theo cái thứ tự Alpha B đấy thì em sẽ cần phải lựa chọn là này, author này nhá và mình sẽ chọn là cái mũi tên xuống này đúng không thì lúc này nó sẽ nó sẽ sắp xếp theo thứ tự Alpha B đúng không để. và chỗ này mình sẽ chọn là gì em chọn là az đấy nhé để. và sau khi em làm xong như này kích ok một cái này thì nó sẽ hiện chữ là az và author đây Đấy. Ok. Rồi, đấy đến nguyên lý nó như vậy nhá. Đấy thì mình mày mò thêm cái đấy nhá. À chèn đâu ra số đó thì không phải rồi, chèn đâu ra số đó thì em phải em phải làm uh, à cái số ấy thì nó lại liên quan đến uh, đến cái style. Đấy, đến cái style của em. Cái style chính là cái uh, đây này. Đấy, cái này nhá thì em 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 vào cái style này này em vào cái style ở trên này nhá em kích vào nốt đúng không xong nó kích vào cái style này nhá xong đổi cái style này sang cái style khác Đấy, ví dụ như là tôi đang để ama này thì nó sẽ Đấy, ví dụ như đây, đây chẳng hạn nhé, tôi để là AMA11 chẳng hạn nhé, và tôi trích dẫn vào đây nhé. Đấy thì nó sẽ ra dạng như này. Thế còn trong trường hợp mà mình dùng là à, gì nhỉ một cái khác chẳng hạn đấy thì nó sẽ ra dạng, dạng như này APA nếu em đang để APA APA thì như này em vào đây em đổi sang cái style khác đấy, đổi sang cái style khác là nó sẽ ok thôi đúng không thưa thầy cho em hỏi câu hỏi nghiên cứu của em là các bệnh nhân viêm mô tế bào khi nhiễm khuẩn huyết sẽ có biểu hiện lâm sàng như thế nào và yếu tố nào dự đoán nhiễm khuẩn huyết Tên đề tài của em là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân viêm mô tế bào điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện A. Thì mục tiêu của em là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân viêm mô tế bào. Khảo sát một hai khảo sát một số yếu tố có ý nghĩa tiên lượng. Thầy sửa dùm em có được không thầy? Các test thống kê mục tiêu 2. Ôi, cái câu à, gì nhỉ? Câu hỏi nghiên cứu, tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu. Đặc biệt là câu hỏi nghiên cứu và tên đề tài nó là hai cái thứ nó đang không hợp, nó không liên quan gì đến nhau lắm em ạ. Và cái câu hỏi nghiên cứu của em nó đang bị bối rối ở trong đấy. Nhớ đi câu trả lời như này là à. nếu mà có điều kiện và nếu mà còn thời gian ấy thì chờ lúc nào tôi có cái lớp nghiên cứu khoa học thì học cái lớp đấy để hiểu về vấn đề nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu thì cái vấn đề này nó giải quyết rất là dễ dàng thế còn nếu mà không ấy khẩn cấp thì có thể tìm một cái thầy cô nào đấy nhờ thầy cô hướng dẫn cho để định hướng cho cái vấn đề nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu một cách rõ ràng để mình định nghĩa được cái vấn đề nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu đấy. thế còn ngoài ra nếu mà trong trường hợp em có điều kiện ấy thì vẫn có thể là gì liên hệ với tôi để học một một với tôi nhưng mà học một một với tôi thì học phí nó cao đấy mỗi thế thôi nên là Đấy. nên là em có ba lựa chọn như vậy. Thế còn quay trở lại với cái vấn đề như này này thì khi mà em làm nghiên cứu kiểu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ấy nó là những cái dạng nghiên cứu kiểu vui vẻ cho nên là nó rất là khó để mà có thể định hình định hướng ra được cho cái nghiên cứu này. Đấy. Hiểu không nhờ em nhỉ? Hiểu không Giang ơi? Đấy. Còn lại nếu mà giả sử như là muốn hỏi thêm nhé thì có thể liên hệ qua Zalo hỏi thêm với tôi. Thế thì tôi sẽ em tôi sẽ chỉ cho một số cái cái định hướng để em đi anh em có muốn theo dõi về các cái lớp học thì có thể truy cập vào cái trang web vũ duy kiên com nhé và như lúc này tôi nói về cái các cái vấn đề của anh em ấy nếu anh em muốn giải quyết thì đánh cái vấn đề nghiên cứu của mình xong rồi thêm cái tên là vũ duy kiên của tôi vào lên trên kênh youtube ấy Đấy. thì anh em sẽ có thể phần lớn là sẽ tìm ra được các cái vấn đề qua các cái bài giảng của tôi trên đó. Đó, xin chào nhé. xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với vũ duy kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi